Xin chào mọi người nhé. Thì đợt vừa rồi rất lâu mình không có làm clip thì có hai nguyên nhân. Thì vừa rồi mình cũng di chuyển chỗ ở nên là mình cũng bận. Mấy hai là vừa rồi do ảnh hưởng của dịch này nên là inox nguyên liệu không về được, đâm ra bọn mình bị nhỡ. Thì tất cả những con đục này là bên mình đều làm bằng inox 304 không gỉ nhé, chứ bên mình không làm bằng lốp rẻ tiền. Thì đây là cái form đục mà bên mình vẫn đang làm cái mẫu này. Thì nói về độ chắc ấy, thì cái mẫu đục này thì cực kỳ chắc luôn. Đấy, cho bác thấy là tất cả là hàng inox 304 này, đẹp luôn này. Thì nhiều bác cũng vẫn cứ lăn tăn là sợ là bên mình làm là không phải 100% inox. Thì mình nói rồi, cái này đều là một lớp inox 100%, chỉ có bốn lò xo này bằng thép này, chỉ có riêng lò xo này bằng thép này, còn tất cả là hàng inox 304 hết này. Thì để cho mọi người thấy này, riêng phần thanh nòn trên này quan trọng nhất này là mình đều làm bằng inox rất là cứng này. Đấy, tất cả những mối này đều là hàn tích nhá, cực kỳ chắc luôn. Những cái này là đều hàn tích này, đây này, tất cả những cái hàn này đều xử lý này, và những nan nhỏ này đều là buộc dây này và chấm keo này. Thì nan nhỏ buộc dây nhé, chứ nan này mà mang hàn chập thì cái độ chắc chắn của nó lại không còn nữa nhé. Thế còn cái đục này này, như sức mình một tầm 60 cân ấn chắc thì cũng không thể bẹp được cái này. Chiều dài hết cái nục chiều dài này là của nó là 60 cm và ngang là 42, nhưng mà nó nặng chỉ có 1,3 cân thôi nhé, rất nhẹ luôn nhé. Thì sau khi mà hoàn thiện sơn thì cái đục nó ra như thế này. Đây là tất cả những cái mà đã sơn xong nhé, sơn xong hoàn thiện chi tiết thì nó ra như này này. Đấy, 5 cái này là mình sẽ cố hoàn thiện để chiều nay mình sẽ giao cho khách. Thì tất cả sơn này là sơn hai thành phần để chuyên sơn inox nhé. Thì mình để cho có thấy là đây là mình đã sơn qua cho nó ngụy trang thôi, cho còn hàng thì inox 100% rồi. Thì vì về các bác xem đấy, phôi là của nó là đều. Thì nhiều bạn bảo là cầu tử này tại sao bên anh không làm mây. Thì thực chất để làm mây thì nó không có gì là khó cả, nhưng mà nó liên quan đến độ bền. Tại vì mình thì mình vẫn hướng thích những cái gì đó nó phải chắc chắn mà phải bền. Thế còn bình thường thì khi cái cầu tử mây làm ấy thì cái này nó bị yếu ấy, thì khi một thời gian ấy nó hay bị rơi, bị rụng ra, nên là các bác không sửa được. Thế còn các bạn yên tâm là khi con chim bổ nó nhảy đấy thì nó không để ý cái này là mây hay là gì đâu, mà 100% là nó sẽ bổ vào đây, 100% là nó sẽ bổ vào đây luôn, chứ nó không có tránh được cái này nhé. Đấy, mà riêng cái cầu tử này mình làm là đều là cầu tử dạng bập bênh. Khi mà một số bác đi mua nụp thì cái cầu tử này người ta làm nhẹ quá đấy. Thường thì một con chim bịp nó tầm khoảng độ từ 300g đến 400g cộng với lực nó nhảy một phát đấy. Thì nên cái cầu tử này chúng ta không nên làm nó quá mượt và quá nhạy. Tại vì nếu trường nhạy quá chúng ta treo nụp lên chỉ cần gió to thôi cũng sập, hoặc là đôi khi sập một bên thì bên kia là cũng bị bật luôn. Thế còn như mẫu nụp này của mình ấy thì bảo đảm với các bạn là một bên sập bên kia không bao giờ sập nhé. Tại vì cái này nó chỉ sập khi chiều dài này 61 này, ngang 41 phân. Tất cả móc này là móc xoay hết nhé, móc này có thể xoay tròn được. Đây là sơn nó chưa khô nên là mình chưa chưa động tay vào.